hơn 23.000 người Italy sơ tán do lũ lụt vẫn chưa thể trở về nhà. Hơn 2 tỷ người sẽ phải sống trong mức nắng nóng nguy hiểm vào năm 2100. Kỳ vọng về thỏa thuận tiếp cận an ninh y tế toàn cầu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76. Ngày 23 tháng 5, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật nhằm tạo ra một quỹ đầu tư chung đặc biệt dành cho các chi tiêu quốc phòng. Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật trên sẽ trở thành luật và khi đó, chính phủ Nhật Bản có thể dành khoản thu không thuế từ việc bán tài sản của nhà nước hoặc chuyển tiền từ các tài khoản đặc biệt trong ngân hàng quốc gia để sử dụng cho chi tiêu quốc phòng trong nhiều năm. Nhật Bản từ lâu đã giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP, nhưng có kế hoạch tăng con số này lên khoảng 2% GDP tới tài khóa 2027. Để bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét lại các chi tiêu và các nguồn thu khác. Ngày 22 tháng 5, giới chức Italy cho biết hơn 23.000 người ở đông bắc nước này vẫn chưa thể trở về nhà sau gần một tuần xảy ra trận lũ lụt nghiêm trọng khiến 14 người thiệt mạng. Hầu hết những người này đang tạm trú tại nhà bạn bè hoặc người thân, trong khi gần 2.700 người khác đang phải lưu trú tại những nơi như khách sạn, trường học, phòng gym hoặc các cơ sở tạm trú. Người dân đã bắt đầu nỗ lực khắc phục hậu quả sau thiên tai, trong đó tập trung khôi phục kết nối Internet cho các bệnh viện, công sở, trường học và những vùng dân cư bị cô lập. Sau đợt hạn hán kéo dài 2 năm, đầu tuần trước, mưa lớn đã trút xuống trong vòng 36 giờ với tổng lượng mưa tương đương trong 6 tháng, dẫn đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Emilia-Romagna. Chính phủ Pháp ngày 23 tháng 5 công bố sắc lệnh cấm các chuyến bay nội địa đối với những chặng bay nếu di chuyển bằng tàu cao tốc chỉ tốn thời gian chưa tới 2 tiếng rưỡi. Mặc dù quy định trên đã được đưa vào luật bảo vệ môi trường năm 2021 của Pháp và được áp dụng trên thực tế, song những người chỉ trích cho rằng sự thay đổi trên sẽ loại bỏ hầu hết các tuyến bay kết nối Paris với các trung tâm khu vực. Đồng thời, những hành khách chuyển đổi sang đi tàu cần được bảo đảm họ có thể thực hiện các chuyến đi và về trong cùng một ngày. Chính phủ Pháp đã nhận được cam kết tuân thủ quy định trên từ hãng hàng không Air France, đổi lại việc hãng hàng không này sẽ nhận được gói hỗ trợ tài chính liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Việc công bố sắc lệnh trên diễn ra trong bối cảnh các chính trị gia Pháp đang tranh luận biện pháp cắt giảm lượng khí thải từ máy bay phản lực tư nhân. Nghiên cứu mới cho thấy nhiệt độ bề mặt trái đất đang trên đà tăng 2,7 độ C vào năm 2100. Theo nghiên cứu, các nước có nhiều người nhất phải đối mặt với nắng nóng nguy hiểm là Ấn Độ, Nigeria, Indonesia, Philippines và Pakistan. Theo tác giả của nghiên cứu trên, cứ mỗi 0,1 độ C tăng so với mức hiện tại, sẽ có thêm khoảng 140 triệu người tiếp xúc với nắng nóng nguy hiểm. Ngưỡng nắng nóng nguy hiểm theo nghiên cứu mới là khi nhiệt độ trung bình hàng năm đạt 29 độ C. Sự ấm lên toàn cầu đang đẩy nhiệt độ tăng cao khắp nơi, nhưng nguy cơ đạt đến mức nhiệt chết chóc cao hơn ở những khu vực vốn đã gần với ngưỡng 29 độ C. Nghiên cứu chỉ ra nhiệt độ cao kéo dài bằng hoặc trên ngưỡng đó liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ tử vong cao hơn, năng suất lao động và sản lượng nông nghiệp giảm, các xung đột và bệnh truyền nhiễm tăng. Ngày 21 tháng 5, kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 đã khai mạc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Có rất nhiều vấn đề quan trọng được dự báo là sẽ làm nóng hội nghị kéo dài 10 ngày của Tổ chức Y tế Thế giới. Rút kinh nghiệm từ đợt đại dịch COVID-19 vừa qua, điều được kỳ vọng nhất tại hội nghị lần này đó là thế giới sẽ có được một thỏa thuận lịch sử về cách thức tiếp cận an ninh y tế nhằm bảo đảm nhân loại sẽ được trang bị tốt hơn để ngăn chặn hoặc ứng phó hiệu quả trong trường hợp xảy ra đại dịch khác trong tương lai. Sau hơn 3 năm COVID-19 hoành hành, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã quyết định đầu tư mạnh tay cho việc phát triển cơ sở hạ tầng y tế, nghiên cứu vaccine và các phương pháp điều trị bệnh mới. Tất cả chỉ nhằm một mục đích ngăn chặn và ứng phó nhanh chóng hơn khi có đại dịch mới bùng phát. Nhưng COVID-19 cũng cho chúng ta thấy một điều rằng sẽ không thể chiến thắng đại dịch nếu thế giới không có sự đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu. Một dự thảo thỏa thuận toàn cầu nhằm đối phó tốt hơn với đại dịch đã được đại diện của 194 nước thành viên thuộc Tổ chức Y tế Thế giới nhất trí vào đầu tháng 2 năm nay.
Đây phải là một thỏa thuận lịch sử đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận đối với an ninh y tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Hiện tại quá trình đàm phán thỏa thuận này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng mục tiêu là đạt được kết quả trong kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới tiếp theo vào tháng 5 năm sau. Theo nguyên tắc căn bản của Tổ chức Y tế Thế giới thì chăm sóc y tế dành cho mọi người và không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay là quy tắc sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm cần thiết để bảo vệ sức khỏe, chia sẻ công nghệ và bí quyết chống dịch, cũng như cơ chế giám sát và thẩm quyền điều tra các đợt bùng phát dịch. Nhiều nước lớn với công nghệ y tế tiên tiến như Mỹ, Nga, Trung Quốc hay Ấn Độ vẫn chưa thể hiện quan điểm rõ ràng trong vấn đề này. Với tốc độ triển khai như hiện nay, sẽ mất rất nhiều năm nữa thế giới mới có một hệ thống ứng phó hiệu quả, trong khi nguy cơ đại dịch vẫn luôn rình rập. Thế giới đang hành động một cách rời rạc, điều này đang tạo tiền đề cho một đại dịch khác. Cảnh báo này cũng cho thấy sự cấp thiết của việc cải tổ nội bộ Tổ chức Y tế Thế giới với vai trò là đầu tàu dẫn dắt và điều phối các vấn đề sức khỏe toàn cầu. Do đó, kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 sẽ xác định tương lai trước mắt và dài hạn của WHO, bắt đầu từ dự thảo ngân sách trong 2 năm tới, các quyết định quan trọng về tài chính bền vững và những thay đổi về cải thiện quy trình và trách nhiệm giải trình của WHO. Bước sang ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới, WHO đã giành được sự chấp thuận cơ bản của các nước thành viên chủ chốt đối với gói ngân sách trị giá 6,83 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 năm tới, bao gồm cả việc tăng 20% tỷ lệ phí thành viên bắt buộc đối với 194 nước thành viên. Về vấn đề cải tổ nội bộ, đến nay WHO đã thực hiện được 42 trên 96 cải cách nhằm hướng tới sự minh bạch hơn về tài chính và tuyển dụng, cũng như đóng vai trò trách nhiệm lớn hơn. Một tin tốt khác là ngay trước thềm cuộc họp thường niên của WHO, một mạng lưới toàn cầu đã được ra mắt để giúp nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm như COVID-19 và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này. Mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế sẽ cung cấp một nền tảng để kết nối các quốc gia và khu vực, giúp xác định và theo dõi các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm diễn ra nhanh chóng, đồng thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động để ngăn chặn các thảm họa như đại dịch COVID-19. Mạng lưới này có thể đóng một vai trò quan trọng trong an ninh y tế. Và đây có thể là một viên gạch nền móng cho một cơ chế chung ứng phó với đại dịch sau này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.